Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khoảng tạm ngớt mưa vào trưa chiều nay, thì dự báo đêm nay và sáng mai, mưa nhỏ, mưa phùn kèm với sương mù sẽ quay trở lại hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi như là Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình. Mưa kèm theo cả sương mù dày thì sẽ khiến cho đường xá trơn trượt và tầm nhìn thì bị hạn chế. Các tài xế cần phải chú ý khi lái xe, đặc biệt là trên các cung đường đèo núi. Mưa sẽ xảy ra đến khoảng 10 giờ ngày mai, sau đó thì tiết trời sẽ duy trì là nhiều mây. Về nhiệt độ, tại các thành phố như là thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Việt Trì, Hà Giang và Lào Cai sẽ là khoảng 25 đến 27 độ. Một số nơi như Sơn La và Điện Biên Phủ trời có nắng nhiều, 30 đến 33 độ. Phía Bắc miền Trung, dự báo là sáng mai cũng sẽ có nhiều sương mù và thậm chí có nơi còn có mưa. Trưa chiều, sương mỏng đi và trời hửng nắng. Nhiệt độ tại các thành phố Thanh Hóa xuống đến Huế sẽ là 27 đến 31 độ. Ở phía Nam miền Trung, từ thành phố Đà Nẵng trở vào Phan Thiết thì trời nắng nhiều hơn và nhiệt độ là khoảng 30 đến 31 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ là những khu vực có cường độ nắng mạnh nhất trên cả nước. Nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là 33 đến 34 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến ở miền Đông sẽ là nắng nóng 36 đến 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo ngày mai thời tiết tốt, trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ở đây khoảng cấp 4 tới cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.